Bảy xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Bảy. Hôm nay Bảy mới tìm được cái chai mắm nêm cho nên Bảy chuyển liền cái món gỏi cuốn các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ trước tiên là mình phải đi pha chế nè. Mình luộc thịt, mình bỏ gừng, bỏ sả, bỏ củ hành, muối, rượu nấu ăn, miếng bột nêm. Rồi bây giờ mình qua cái phần pha chế nước sốt nha các bạn. Các bạn nhớ khóm mình sẽ băm cho nó mịn, thiệt là mịn. Xong bây giờ mình đổ ra cái tô, đổ nước sốt ra cái tô, xong rồi mình để khóm vô, rồi mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình, bột ngọt, đường. Khóm các bạn bỏ hơi đặc thì các bạn lấy phần nửa bỏ nước khóm, phần nửa các bạn lấy cái nước, vắt cái nước ra bỏ vô, như vậy nó loãng ra nó mới ngon. Cái phần thịt bây giờ mình luộc xong rồi thì mình lấy ra mình cắt, tùy theo các bạn ăn cắt mỏng cắt dày. Xong mình quay qua mình luộc bún. Bún các bạn nhớ ngâm trước hơn nửa tiếng, xong các bạn luộc rất là nhanh. Bây giờ mình luộc tôm. Tôm này như lời tôm bạc của mình ngon lắm các bạn ơi. Rồi thì bây giờ đã xong. Bây giờ thì bắt đầu mình thưởng thức thôi. Cái mùi mắm nêm này nó bay khắp làng luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình nghe là mình ghiền. Giờ đây bây giờ bắt đầu thưởng thức thôi các bạn ơi. Cái này bánh tráng này nhỏ em làm chung nó mới ở quê đem qua nó cho Bảy nè. Bây giờ Bảy ăn thử cái Bảy thấy nó mềm nè. Rồi khổm Bảy đi về Việt Nam á, Bảy cũng mua bánh tráng mà màu đó các bạn. Cái đó ăn cũng ngon, nó dai ăn ngon. Bánh này mềm mình gói ra ăn liền được nè. Cái gì chứ thấy gao là hấp dẫn nè các bạn ơi. Bảy thì Bảy mê cái cuốn này nè. Các bạn nhìn tôm nè, tôm này giống như tôm bạc ở Việt Nam mình vậy đó, ngon lắm các bạn. Ôi nghe cái mùi mắm nêm các bạn ơi, chịu không nổi luôn. Này pha nước khóm vô các bạn, trộn cái nước nó. Bảy là Bảy mê cái món này nè. Bỏ dưa leo vô, vừa cuốn vừa ăn mới ngon bạn ơi, ngon hơn mình cuốn sẵn. Ồ cái cuốn này lớn quá bạn ơi. Ồ quá trời lớn luôn rồi. Ồ cái cuốn này nè. Để mời các bạn. Mắm mắm tôm các bạn. Bảy ăn không quen, Bảy ăn không được. Hôm bữa đó Bảy về Bảy ăn bún đậu mắm tôm á. Cũng mài trong pha các bạn. Có mắm tôm không chứ không có mắm nêm, còn ở quê Bảy ở Cà Mau á là làm theo khẩu vị ở miền Tây các bạn, cho nên người ta có để mắm nêm vô. Mùa đông này các bạn ăn gỏi cuốn á không có đủ rau các bạn ơi. Mùa hè ăn gỏi cuốn là sướng nhất tại vì có đủ rau. Ở ngoài vườn Bảy á còn hẹ không à, hẹ nó sống dai các bạn, còn mấy cái kia với rau găm, còn mấy kia héo hết trơn. Các bạn nhìn thấy con tôm này ngon lắm các bạn ơi. Ngọt như là tôm tươi của mình nhé. Cái này mà có bún nước lèo á các bạn. Ăn vô là đúng luôn đó, đúng bài luôn.
này ngon lắm bà, cái bánh này mình cuốn ăn liền á, nó mềm, không cần nhúng nước. Hẹ này là chấm hẹ Việt Nam á các bạn. Còn ngoài siêu thị bán á, hẹ ăn không có nghe mùi các bạn ơi. Không có nghe mùi giống cái mùi Việt Nam của mình. Cái này chị của Bảy ở dưới gửi lên với bà dưới quê á. Gửi lên tại vì Bảy thấy ở dưới bà mấy năm trước Bảy về các bạn. Chồng á là hẹ nhỏ nhỏ là ăn y như cái vị Việt Nam của mình luôn vậy. Cho nên Bảy đem về đây phải trồng. Mẹ sống dai lắm bạn ơi. Dễ. Sao bảy cuốn không có đẹp bạn ơi, bảy cuốn cuốn nào cũng mấy bự quá trời bự luôn. Ăn gỏi cuốn này với tương đen đó các bạn. Nhưng mà bảy thích nhất là cái mắm nêm này. Mắm nêm này ăn với nem nướng ngon lắm các bạn. Giờ này ở bên Việt Nam là chuẩn bị gần gần dữ rồi đó các bạn. Ở nhà bảy cũng gì nữa. Giờ này mà điện về là ai cũng bận hết trơn, bạn là chuẩn bị lắm chứ. Cho nên không ai rảnh luôn. Cái này bẻ bầm xong rồi á, bẻ thấy nó còn đặc quá, cái bẻ bỏ nước khóm vô thêm á các bạn, cho nên nó lỏng vừa ăn. Để cuốn cái gói nhỏ nhỏ cho đẹp lên. Cuốn cho đẹp, cuốn coi. Cuốn cho đẹp thì không đủ gao các bạn ơi. Cuốn đủ gao là tôm nó bự bằng 7 luôn các bạn. Nhớ mấy lúc mà Bảy còn ở Việt Nam á, mấy ngày này là bắt đầu đi chợ mua bông nữa các bạn. Mấy ngày này á bông mắc mà đi hết chen.
Giờ này cái thấy mấy bạn đi chụp hình sân hình hoa đó các bạn, đi chợ hoa chụp hình đó, trời ơi, thấy lung linh. Đen sồ quá, năm nay là vô lớp 1 rồi. Mai mốt tới Tết không biết là sao, muốn về không biết sao về được. Tại vì Tết Việt Nam là ảnh đâu có nghỉ được đâu các bạn. Chỉ được nghỉ hè thôi. Có môn mà đợi cấp 1, lớp 2, lớp 3 gì đó. Xong rồi ảnh không nghỉ được thì bảy về mình thôi. Mà ảnh mê Việt Nam lắm bạn ơi. Bảy mà nói bảy đi là không cho ảnh đi là ảnh quậy chết rồi. Bảy phải uống trà nóng các bạn ơi. Uống trà nóng cho ấm. Chứ trời đang lạnh. Gửi cuốn của mình đó các bạn. Chứ ở mấy người nước ngoài người ta thích lắm đó các bạn. Thì dễ ăn. Nhưng mà làm nước mắm mà nhầm người thì ăn nước mắm được. Nhưng mình phải làm nước mắm mà nhạt nhạt á. Không có nghe mùi nước mắm nhiều á. Vừa ăn vừa cuốn gì đây á, mới ngon các bạn ơi, mình thấy ngon. Còn mà cuốn sẵn á. Cuốn sẵn nhìn thấy không thích bằng vừa ăn vừa cuốn. Năm nay ở đây thời tiết cũng ngộ lắm bạn ơi, tuần này là trời nắng lên chứ tuần sau là bắt đầu để nhiệt độ thấp xuống dễ sợ luôn. Anh nhỏ bữa nay đi học nghe cô giáo nói là tuần sau ở đâu có tuyết rơi nhiều lắm. Anh hỏi vậy anh hỏi bảy rồi ở đây có tuyết rơi không, bảy nói không. Có năm rồi tuyết rơi đầy sân luôn bạn, lên cả lớp luôn. Anh thích, anh nhạc chạy anh chơi quá trời luôn. Cô giáo nói ảnh á, đi vô trường á là lấy khăn đồ lau vệ sinh đồ các bạn. Lúc này không biết làm gì mà siêng đột xuất dữ chứ. Ăn gỏi cuốn này các bạn mau no mà cũng mau đói lắm. Tại vì mình cuốn rau nhiều á, cho nên no hơi á. Xong mà đi lòng vòng chút xíu là đói nữa. Tại vì mắm mắm nêm này các bạn ăn không hết thì là bỏ, cho nên uổng phải gán ăn hết cái nước chấm mắm nêm này. Bảy hẹn với nhỏ em á là ăn ăn bún nước lèo, nấu nồi bún nước lèo, nhưng mà hai chị em chưa đứa nào rảnh hết trơn. Bảy thì bảy rảnh rồi, nhưng mà nấu xong mà chỉ chạy lại á các bạn, chỉ không có thời gian. Mà lại đây xong 18 là phải tám nguyên ngày chứ, chạy lại chút xíu chưa tám gì trơn cái chạy về. Này nó hơi để nguyên gì đây, đi lòng vòng xong rồi chút xíu lại ăn nữa được.
Bảy sẽ dừng cái video này. Bảy cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của Bảy. Hẹn các bạn vào cái video sau. Bye bye.